Với tất cả những kỷ niệm này anh mong nó sẽ không bao giờ dừng lại. Với tất cả những kỷ niệm đó anh không bao giờ để chia hai. Nhưng rồi lại chia tay, vỗn vẹn chỉ trong một cái say bay. Và rồi kết thúc thì là anh sai, tất cả mọi chuyện cũng là anh sai. Nhưng anh vẫn còn nhớ tất cả, đôi ta trong nhiều vất vả để tình cảm đó kéo dài tới ngày hôm nay để